Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với huyện Yên Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện Xín Mần do nắng nóng kéo dài không có mưa dẫn đến thiếu nước sản xuất trong vụ mùa năm 2015, nhất là ở các xã phía Bắc và phía Đông của huyện. Người dân tổ 2 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang mong muốn có tên phố và số nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 7, huyện Bắc Mê đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sen Chiến Ly, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Mỹ Lử, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê qua các thời kỳ, cùng 233 đại biểu đại diện cho trên 3.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Với khẩu hiệu hành động tập trung, sâu sát và dứt điểm, quyết tâm xây dựng huyện Bắc Mê thành vùng động lực của tỉnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tập trung lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8 đã đề ra. Đối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mạnh so với đầu nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất ước đạt 776 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2010. Thu thuế và phí năm 2015 ước đạt 101 tỷ đồng, tăng 8,7 lần so với năm 2010, đạt 338% nghị quyết. Thu nhập bình quân ước đạt 17,1 triệu đồng một người một năm, tăng 8,2 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,3% năm 2010 xuống còn 23,2% năm 2015. Chương trình nông thôn mới được thực hiện quyết liệt bằng việc lồng ghép nhiều nguồn vốn. Kết quả có 12 trên 12 xã đã hoàn thành công tác quy hoạch, xã điểm Yên Định đạt 13 trên 19 tiêu chí. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền được quan tâm. Toàn đảng bộ huyện hiện có 3.258 đảng viên đang sinh hoạt tại 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ huyện. Đánh giá xếp loại hàng năm, luôn có 98% tổ chức cơ sở đảng và 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, huyện Bắc Mê đã tiến hành giao ban luân phiên tại các thôn bản, qua đó đã tạo được sự đồng tình trong nhân dân. Đảng bộ luôn đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong nền lối làm việc theo hướng dân chủ, cụ thể, sâu sát. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về phát triển kinh tế, trong sản xuất nông nghiệp thủy sản, huyện đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án sản xuất lúa, ngô, đậu tương hàng hóa và có cơ chế hỗ trợ khai thác thực hiện có hiệu quả. Tập trung thực hiện tổ chức lại sản xuất cho nông dân, chú trọng thực hiện chuyển đổi khung thời vụ, đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý với phương châm mỗi xã, thị trấn một cây, một con, một việc, nhằm quy hoạch và phát triển sản xuất hàng hóa tập trung theo vùng. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chú trọng lồng ghép các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, tập trung vào những nhóm tiêu chí trọng tâm như quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn, thu nhập của người dân, thành lập tổ chỉ đạo sản xuất, đầu tư có thu hồi, quỹ phát triển thôn, hình thành các nhóm sở thích trong chăn nuôi và trồng trọt. Với chủ đề nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, đổi mới, nhận thức và hành động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đưa huyện Bắc Mê phát triển bền vững trong vùng động lực. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy đoàn kết, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, phấn đấu đưa huyện Bắc Mê phát triển bền vững. Đại hội cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm, 2 nội dung đột phá là chương trình phát triển đàn châu bò hàng hóa tập trung theo vùng, chương trình trồng rừng kinh tế gắn với phát triển cây dược liệu, chương trình phát triển du lịch dịch vụ gắn với phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc. 2 nội dung đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng công vụ. Đột phá về nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm,
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất hàng hóa. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Bắc Mê đã đạt được trong 5 năm vừa qua, đặc biệt là trên các lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh thu ngân sách và tăng cường củng cố hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị đại hội lần này các đại biểu cần tập trung vào thảo luận đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 5 năm tới. Trong đó, huyện cần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư. Ngoài các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ huyện Bắc Mê cần phải xác định đúng những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể mang tính khoa học và mang tính thực tiễn cao. Bắc Mê có lợi thế và tiềm năng về đất đai, mặt nước thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp, cây lâu năm, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản theo vùng tập trung. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao, phù hợp với từng địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, huyện cần phải phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng và có cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư để huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và khai thác thật sự có hiệu quả tiềm năng về dịch vụ du lịch và cần phải phát huy tối đa lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là phải xây dựng đảng bộ, từng tổ chức cơ sở đảng phải thật sự trong sạch và vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, sát với tình hình của từng địa phương, cơ quan đơn vị, phải xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy thật sự chặt chẽ và đúng nguyên tắc của đảng. Về công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, quán triệt triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài để lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng đã tặng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 bức chướng với nội dung phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính vì Hà Giang phát triển. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung quan trọng của đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9, chúng tôi xin tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 16 tháng 7, huyện Quản Bạ đã long trọng khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu đại diện cho 3.359 đảng viên trong toàn đảng bộ. Báo cáo dự thảo trình tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trong 5 năm đã thành lập thêm được 5 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số lên 61 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp mới được 1.073 đảng viên. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh luôn chiếm tỷ lệ trên 90%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Công tác xây dựng đảng và nhất là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay đã được Đảng bộ huyện quán triệt thực hiện tốt. Đồng thời, Đảng bộ huyện đã chủ động lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân để đề ra các nghị quyết phù hợp, sát thực tiễn, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình hoạt động về dân vận khéo, tổ dân vận, hội nghệ nhân dân gian và công tác dân tộc tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
Về phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã ban hành và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đặc biệt quan tâm phát triển trồng cây dược liệu. Qua đó, nâng hệ số sử dụng đất lên 1,8 lần, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare cây trồng đạt 34,5 triệu đồng một năm và đạt giá trị sản xuất nông nghiệp là 5.800 tỷ đồng. Các kết quả khác như năm 2015, sản xuất công nghiệp ước đạt 4.650 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 83 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 190.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay, huyện Quản Bạ là huyện duy nhất trong số các huyện 30A có một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đông Hà. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Quản Bạ cũng làm tốt các vấn đề về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong lãnh đạo chỉ đạo, một, trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền phải đảm bảo sự đoàn kết, dân chủ, thực hiện tốt cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, việc phân cấp, ủy quyền phải đi liền với giao thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể, có kiểm tra, hướng dẫn và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp và ngành, giữa các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hai, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, chủ động, kiên trì, sáng tạo, sâu sát, cụ thể với quyết tâm chính trị cao, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở, phải chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, ngăn chặn xử lý kiên quyết, dứt điểm các hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng lãng phí, đồng thời làm tốt công tác sơ kết, tổng kết kịp thời, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực. 3. Phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 4. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó, Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ huyện Quản Bạ xác định mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Quản Bạ đến năm 2020 thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Quản Bạ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, so với mục tiêu của nhiệm kỳ thì vẫn có đến 6 trên 17 chỉ tiêu chưa đạt. Do đó, nhiệm kỳ 2015-2020 này, Đảng bộ huyện Quản Bạ cần thảo luận, làm rõ hạn chế, yếu kém để thúc đẩy phát triển. Trong đó phải xác định rõ và thực hiện quyết liệt các tiềm năng thế mạnh trên địa bàn. Một là với vị trí được xác định là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trung tâm dược liệu của cả tỉnh, huyện Quản Bạ cần phát huy tốt tiềm năng lợi thế về phát triển cây dược liệu, chủ động đề xuất với tỉnh các dự án, giải pháp liên kết mạnh mẽ trong trồng và chế biến dược liệu, phát huy tốt hơn tiềm năng khí hậu, đất đai để phát triển các sản phẩm chủ lực. Trong đó quan tâm định hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, chủ động phối hợp, tham gia đề xuất các giải pháp thực hiện dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm bò vàng cao nguyên đá Đồng Văn trở thành hàng hóa theo chuỗi giá trị do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Hai là huyện cửa ngõ của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, huyện cần tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để sớm hoàn thành và triển khai các quy hoạch chi tiết công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng các giải pháp đa dạng hóa các hình loại hình du lịch, đẩy mạnh phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc các dân tộc huyện Quản Bạ, đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, thương mại nội địa, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch để phát huy lợi thế phát triển du lịch của huyện. Bên cạnh đó, đồng chí Trúng Thị Chiên cũng nhấn mạnh
Đảng bộ huyện Quản Bạ cần tiếp tục lãnh chỉ đạo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và tập trung thực hiện tốt việc lãnh chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 18, tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 18 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7. Nội dung ngày làm việc thứ hai của đại hội, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã có buổi làm việc với huyện Yên Minh nhằm kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình quy tụ dân cư 6 tháng đầu năm. Báo cáo 6 tháng đầu năm về sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Yên Minh cho biết, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng và thu hoạch 421 ha diện tích lúa xuân, đạt 98% kế hoạch năm. Năng suất bình quân đạt 57,3 tạ một hecta, sản lượng đạt trên 2.403 tấn. Với cây ngô chính vụ, trồng được trên 7.500 hecta, đạt 94,6% kế hoạch năm. Đối với lúa mùa, huyện đã cấy được gần 2.000 hecta, đạt 92% kế hoạch. Chương trình trồng rừng mới, huyện đã trồng được 879,4 hecta, đạt 61% kế hoạch tỉnh giao. Chương trình quy tụ dân cư đã hoàn thành rà soát 224 hộ với 1.153 khẩu trên 17 xã thuộc diện cần di rời. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm, huyện Yên Minh đã đổ bê tông được hơn 3,4 km đường nông thôn, láng bó nền nhà được 266 hộ, xóa 16 nhà tạm, huy động nhân dân đóng góp trên 19.830 ngày công lao động, hiến trên 16.950 m2 đất. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá, quá trình thực hiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Yên Minh đã có những bước phát triển đáng kể. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sự quan tâm chú ý của các cấp ngành. Tuy nhiên, là huyện có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế hơn so với các huyện vùng cao, nhưng Yên Minh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của mình. Nếu huyện không có sự bứt phá, sẽ trở nên tụt hậu so với các huyện khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị, với lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi thì đây là việc làm thường xuyên, liên tục nên huyện cần làm tốt hơn. Đặc biệt lưu ý đến cây vụ đông, phải chắc làm, chắc ăn để người dân có thêm thu nhập. Cần thay đổi nhận thức, cách làm nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh và lấy thu nhập làm thước đo. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện cần quán triệt đúng quan điểm chủ trương của Đảng, Chính phủ và của tỉnh tới người dân. Huyện nên tổ chức cho các xã đi tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở các xã đã hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một việc khó, nên phải tuyên truyền làm sao để người dân nhận thấy đây là cơ hội để mọi người, mọi nhà tham gia nhằm có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chỉ huy 11 huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc. Triển khai đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, khoa học, sáng tạo, sát nhiệm vụ, đối tượng, đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức trong giảng dạy, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị. Đổi mới tổ chức thông báo thời sự chính trị, ngày văn hóa tinh thần gắn với ngày pháp luật, quản lý ngân sách và trang thiết bị phục vụ giáo dục chính trị theo phân cấp, đúng mục đích, đúng quy định, đem lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lực lượng thường trực và các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Có thể nói, trong gần 2 năm thực hiện đề án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai toàn diện chặt chẽ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước.
Ngày 16 tháng 7, Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 mở rộng khóa 4 nhiệm kỳ 2012-2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện 64 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tăng cường tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động, đặc biệt là luật công đoàn và bộ luật lao động sửa đổi. 6 tháng đầu năm, có 335 người được nâng lương thường xuyên, 102 người được nâng lương trước thời hạn, 760 người được giải quyết chế độ phép năm. 64 trên 64 cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức đảm bảo thời gian theo quy định. Các công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị. Thu nhập của cán bộ công nhân viên chức người lao động đã được cải thiện, bình quân đạt 5,7 triệu đồng một người một tháng. 100% công đoàn cơ sở vận động đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn và các loại quỹ bảo trợ xã hội từ thiện khác. Cùng với đó, các công đoàn cơ sở đã tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề của năm 2015. 6 tháng đầu năm đã có 120 đồng chí được cử theo học các lớp lý luận chính trị, 120 đồng chí tham gia học tập quản lý nhà nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2012-2017 và trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ngày 16 tháng 7, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2015 đã tổ chức hội nghị đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo và tham dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 11. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức chính thức diễn ra từ tháng 11 năm 2014 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015. Đối tượng dự thi là các em thanh thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được 40 bài dự thi được chọn lọc từ cấp huyện, thành phố. Các mô hình sản phẩm dự thi phải thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các mô hình sản phẩm dự thi đã đáp ứng được yêu cầu trình bày công phu, sáng tạo, sinh động, áp dụng được vào thực tế. Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp và nhất trí chọn ra 11 tác phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo, sau đó thống nhất trao 3 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích. Các mô hình đạt giải nhì, ba sẽ tiếp tục đi tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 năm 2015 bao gồm mô hình máy hút muỗi, mô hình đèn học giúp ngồi học đúng tư thế, mô hình than ST001, mô hình tranh ghép mỹ thuật và mô hình thước chữ A cho bà con vùng cao Hà Giang trồng cây theo đường đồng mức làm đẹp cảnh quan và bảo vệ môi trường của học sinh. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang vừa tổ chức khởi công xây dựng lớp học cho em tại thôn Thượng, xã Đồng Tâm. Dự lễ khởi công có đại diện các nhà hảo tâm, báo giáo dục và xã hội, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, cấp ủy chính quyền địa phương. Chương trình tài trợ xây dựng lớp học cho em cho điểm trường Nậm Nhưng tại thôn Thượng, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang được các nhà hảo tâm là Việt kiều, các doanh nghiệp và cá nhân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ với số tiền là trên 171 triệu đồng. Lớp học được xây dựng trên diện tích 134 m2 với thiết kế gồm 2 phòng học, 1 phòng sinh hoạt chung và hành lang. Công trình lớp học cho em tại điểm trường Nậm Nhưng, xã Đồng Tâm được xây dựng và hoàn thành sẽ giúp cho cán bộ giáo viên và học sinh của trường có điều kiện học tập tốt hơn. Đây là niềm vui lớn, khích lệ tập thể giáo viên của nhà trường yên tâm chăm sóc, nuôi dạy trẻ khỏe mạnh, chăm ngoan, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của huyện Bắc Quang ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, trên địa bàn huyện Xín Mần do thời tiết nắng nóng kéo dài, không có mưa, dẫn đến thiếu nước sản xuất trong vụ mùa năm 2015, nhất là ở các xã phía Bắc và phía Đông của huyện.
hiện nay đang trong giai đoạn chính vụ để gieo cấy lúa mùa, nhưng do thiếu nước nên nhiều diện tích lúa vụ mùa của huyện chưa được cấy. Một số diện tích đã cấy, do không có nước, cây lúa cũng đang bị khô héo. Nhiều diện tích mạ đã gieo bị già, không thể cấy được. Tại Tả Nhiều, vụ mùa năm nay toàn xã có 171 ha lúa nước. Đến thời điểm này, toàn xã mới chỉ cấy được trên 13 ha, còn lại là diện tích thiếu nước nên bà con nông dân không thể gieo cấy được. Số diện tích hiện đã cấy cũng hạn nên cây lúa không phát triển được. Trước tình hình thời tiết như hiện nay, bằng nhiều giải pháp, xã Tả Nhiều đã chỉ đạo bà con nông dân với số diện tích mạ già thì sẽ nhổ bỏ và thay thế vào đó là gieo cấy các giống lúa ngắn ngày như giống VL20, PC6 có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 100 ngày. Còn đối với số diện tích mạ đã gieo được từ 10 đến 15 ngày thì hãm không bón phân để cây mạ phát triển chậm, cho đến khi thời tiết có mưa thì sẽ tiến hành cấy ngay cho kịp thời vụ. Còn với trường hợp từ nay đến hết tháng 7 mà không có mưa thì cấp ủy chính quyền xã Tả Nhiều, huyện Xín Mần sẽ vận động nhân dân phải chuyển đổi toàn bộ diện tích không có nước cấy sang trồng ngô, đậu tương và các loại cây rau màu khác để đảm bảo vấn đề về an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Giang được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2010 trên cơ sở mở rộng và nâng cấp thị xã Hà Giang. Ở hầu hết các phường, đến nay nhiều tuyến phố đã có tên, số nhà của người dân đã được gắn biển. Tuy nhiên, nằm ngay tại trung tâm thành phố, nhưng hiện nay tổ 2 phường Quang Trung vẫn chưa có tên phố, số nhà. Theo như phản ánh của người dân sinh sống tại tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang cho biết, thành phố được công nhận cách đây đã 5 năm. Khoảng thời gian này, cơ quan chuyên môn của thành phố cũng đã đến thu tiền của các hộ để làm biển số nhà. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó trả lại tiền cho dân và từ đó đến nay, tên phố, biển số nhà vẫn chưa có. Đây nó thuộc về cái ngõ và cái ngõ đó, gọi là ngõ, thế nhưng mà dân cư đông, nhà cửa nó đông. Thế cho nên phải có một cái tên đường, tên ngõ và số nhà. Để cho tiện, tức là trong cái chuyện đi tìm kiếm, trong cái lúc có khách đến thì đi tìm kiếm số nhà, đi tìm kiếm nhà và cứ đi hỏi nhà ông nọ, nhà ông kia. Thế mà thế, bây giờ có số nhà thì nó tiện ngay. Cũng như là ý kiến của ông Bính vừa rồi nói, thì đã gọi là một thành phố, thì nó phải là nhà thì phải có số, đấy. Và ngõ thì phải có tên. Qua nhiều những cái cuộc họp tổ dân phố hoặc là tiếp xúc cử tri thì các cái đại biểu ở trong hội nghị ấy, trong cuộc họp ấy, hoặc là tiếp xúc cử tri ấy, thì cũng đều đưa ra có những cái ý kiến như tôi vừa nói, tức là mong là nhà có số và đường ngõ có tên. Đấy là cái thiết thực của bà con nhất. Theo ông Hoàng Văn Đọ, tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Quang Trung cho biết, nằm ngay sát tổ dân phố số 1 của phường, tuyến phố đã được đặt tên, gắn biển số nhà. Nhưng tổ 2 đã được đầu tư về cơ sở vật chất như nhà văn hóa tổ dân phố được xây dựng khang trang, tuyến đường có điện cao áp, các hoạt động văn hóa của người dân khá sôi nổi. Nhưng tổ dân phố này vẫn chưa có tên phố, số nhà. Mặc dù trong các cuộc tiếp xúc cử tri của tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị thành phố. Cái việc mà đặt tên phố, đường phố và số nhà, đây là hết sức cần thiết, nó tiện ích cho rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề giao lưu đi lại, xong rồi những cái chuyện đi thăm thân, người ta hỏi là gia đình nọ gia đình kia có số nhà ở đâu, đường phố nào, thì khi có số nhà rồi có đường phố thì người ta tiện đến thăm hỏi, rất là tiện. Khi đã lên thành phố rồi mà cái phố này, cái ngõ này mà lại không có số nhà thì nghe ra cũng không hợp lý lắm. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi cũng phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân là như vậy. Mong muốn của người dân trong tổ dân phố số 2, phường Quang Trung là rất chính đáng. Vì vậy, đề nghị các cấp các ngành của thành phố Hà Giang sớm quan tâm để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Hà Giang ngày càng văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.